chào quý vị và các bạn. Trước tiên mời quý vị theo dõi tin bão gần Biển Đông, cơn bão Hù Không. Hiện nay bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó bão tiếp tục giữ nguyên cường độ, vận tốc và hướng di chuyển. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 100 km về phía tây. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ chiều tối nay thì vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Quay trở lại với phần thời tiết trên khu vực đất liền, hôm nay và kéo dài sang đến ngày mai, dòng xiết trong đới gió Tây trên cao sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Do vậy mà mưa dông ở trên khu vực Bắc Bộ được nhận định rằng vẫn tiếp tục duy trì. Do ban ngày trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm xuống, trời tiếp tục rét, đặc biệt ở vùng núi, rét đậm rét hại vẫn còn diễn ra. Sang ngày thứ sáu thì các hình thế gây mưa cho khu vực đều suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, do đó mà mưa giảm hẳn chỉ còn ở diện vài nơi. Tuy nhiên đến khoảng trưa chiều ngày thứ bảy thì nhiều khả năng không khí lạnh lại được tăng cường trở lại, khiến cho khu vực Bắc Bộ có sự chuyển biến thời tiết khá rõ nét. Trời nhiều mây và có mưa với đới gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở khu vực ven biển sẽ mạnh cấp 4, cấp 5. Với các tỉnh ven biển thuộc khu vực Trung Bộ, tuy mưa đã có xu hướng giảm cả về diện và lượng, nhưng do dòng xiết gió Tây trên cao có khả năng hạ thấp trục xuống, nên trong đêm nay cho đến hết ngày mai, mưa rào và dông sẽ quay trở lại ở diện rải rác cho khu vực Bắc Trung Bộ. Sau đó thì mưa giảm chỉ còn có một vài nơi nên nhiệt độ tăng chậm dần. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì thời tiết sẽ tốt dần lên, mưa cũng xảy ra ít hơn, ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng. Và đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho mọi hoạt động của người dân. Tiết trời ít mưa, nắng xuất hiện từ sáng và kéo dài cho đến chiều với cường độ không quá gay gắt, khiến cho nền nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 33 độ đối với khu vực Nam Bộ và từ 19 cho đến 30 độ đối với khu vực Tây Nguyên. Sau đây là dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì trong ngày 27, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, độ ẩm tăng cao, đạt khoảng xấp xỉ là 90%, trời rét, có nơi rét đậm. Còn vào ngày 28 thì mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi, tuy nhiên là nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức thấp. Vào ngày 29 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ giảm dần và trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 27 thì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ ít biến đổi và duy trì ở mức thấp. Trời rét, vùng núi có nơi vẫn còn xảy ra rét đậm, rét hại. Vào ngày 28 thì trời khô ráo, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ dần lên khoảng 2 độ. Vào ngày 29 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, vào ngày 27 thì trời nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung chủ yếu ở phần phía Bắc và trời rét. Vào ngày 28 và ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, nên nhiệt độ có khuynh hướng tăng chậm dần và đạt ở ngưỡng là từ 19 cho đến 24 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 21 đến 28 độ ở các tỉnh thành phía Nam. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 27 cho đến ngày 29 thì mưa giảm hẳn chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng nhẹ, nên nhiệt độ tăng dần trở lại với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới từ 27 đến 29 độ đối với các tỉnh phía Bắc và từ 30 đến 32 độ đối với các tỉnh phía Nam. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, thời tiết không có biến động gì nhiều, vẫn phổ biến là ít mưa, ngày có nắng vừa phải, nên nhiệt độ có xu hướng nhích hơn một chút so với 24 giờ qua, khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Khu vực Nam Bộ thì từ ngày 27 cho đến ngày 29, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa cục bộ một vài nơi với lượng không đáng kể, nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực Biển Đông, trong 2 ngày đầu thì vùng biển phía Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khoảng trưa chiều ngày 29 thì vùng biển này có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới do cơn bão Hù Không có xu hướng tiến vào Biển Đông theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc nên sẽ thịnh hành đới gió đông đến đông bắc ở giữa Biển Đông mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động dữ dội và đới gió Tây và Tây Nam ở Nam Biển Đông mạnh cấp 5, cấp 6.
Vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có khả năng sẽ xảy ra mưa dông mạnh, các tàu thuyền cần đề phòng có lốc xoáy trong cơn dông. Còn vùng biển phía Bắc Biển Đông thì ít mưa hơn, song cũng cần lưu ý về đêm và sáng có thể xảy ra sương làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1 km trong sương mù. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!